giao dịch đầu giờ hay quá. Cái đấy hay đấy nhỉ. Tiền chất đấy. Hay đấy. Cái này nhanh được chứ. Bé mà sạch cây. Đây kéo đây, cành cành cái này, cái ngọn đây luôn, kết thúc luôn. Bé mà sạch cây. Đúng không? Quá hay. Nhìn đuôi gà, đuôi gà đuôi ếch này. Nhìn ra đuôi ít tia. Bên đây là đẹp nhất, bên đấy đâu. Mặt bên kia đẹp. Nhìn cây đó hoắm cây. Sâu. Sâu cây. Sâu rồi. Mặt bên này rồi. Cây gì đó chỉ được thế. Hay đấy. Quan trọng cái sau nó biến đổi. Đây này, bệ riết có đấy. Cái sau nó biến đổi. Vâng, biến. Biến là tiền đấy thì nó lại tiền một vài chục. Đó này. Cái này nhìn cái này nhìn đấy. Vách kia cốt vách có hết. Nhìn cái này nó gì chứ. Đây đấy. Có điểm. Cái này có điểm lu đẹp đây. Em chỉ thích cái điểm bên này thôi. Nó sạch mà già cây. Bé nhưng sạch sẽ già. Đúng không? Để cái cành rồi, rồi hai cành nữa. Ngọn. Hai chốt đẹp. Đúng không? Xong rồi nơi rồi. Xong cây nơi. Xong. Chơi kiểu ít tiền thôi, mình cứ chơi này nó an toàn. Được bán đi, đâu rồi, bán kia đâu rồi. Nó an toàn, chẳng giá cây thế là chỉ biết là an toàn. Đẹp mắc túi tiền. Ít tiền. Cái tiền đâu như em ôi lại. Ôi, chết dở, nói thế chết. Mới hôm nay làm cây già. Hôm nay nằm im, có dám làm gì đâu. Đấy, đẹp đấy. Nhỏ. Đẹp. Để ý cây này, lâu rồi đấy. Lâu cái cây này là em mới thích kìa. Anh biết. Đúng không? Vâng. Đưa ra nhìn sáng láng lắm. Đấy mà mình nói ngắn gọn, mua chơi cây nhỏ bê được trong nhà. Đấy. Chơi là một hai cây to, vấn đề gì đâu, quan trọng nhất là nghệ thuật. Vâng. Bé này nó tinh mấy này chứ to thì to lại bình thường. Bác lặng làm gì. Cho vừa hại sức lắm. Mỗi ngày cũng vâng. To mình chơi cây, mình chơi cây chứ không phải để cây chơi mình. Đúng phải sức người là mệt lắm. Sức người, sức máy mệt lắm. Bây giờ người ta chơi cây tinh. Cây đồ đi chơi chứ đồ. Đấy này. Tường vi ghép bằng lăng. Nhiều hoa chưa? Nhìn cái gốc mà biết. Có nhiều hoa thế không ấy? Ghép là ra hoa, tải được. Thế rồi bắt được một cây này rồi đúng không? Đấy. Lâu lắm. Hay quá. Đúng rồi, cây này là... Bên đằng, đằng kia có cái gì không? Không có gì. Đấy, chúc mừng. Ở nhà cọc dưới đây. Cái này phải xem làm móng vuông lên. Đây á. À? Là móng á. Là móng. Móng nó dày mà nó tròn. Ờ, đây móng, đây móng đấy. Còn nó gặp mưa là thế. Là móng. Cái nhà mình xây làm bằng cái cả móng nhá. Nó mùa nó đang mưa nó đang tỏi lên như vậy. Nếu nói chúng ta làm móng nó đẹp lắm. Đẹp lắm, lá xanh nó dày. Lá nó đều nó gọn. Đắng thế. Ghét mỗi cái là nó không vào gốc như thế. Mỗi cây mỗi kiểu cũng đẹp thì móng thì da hơi xanh đó. Dễ nó da nó trắng xóa vách vách cái kiểu mỗi cái đẹp của nó cây làm có cái đẹp của nó mỗi cây vẻ trước bán cái kia rồi bác hôm vừa rồi đây đã để cho đứa em cái cây này là bao nhiêu đây cái này là 45 triệu 45 à đẹp đấy nhỉ con này nó già lắm đấy. Ok. Tay cành nó đẹp hết rồi. Mịn xe đây. Đấy. Xem có nhắm được cây nào không bác? Đồ này cho nhà con. Con thực vi Cộng Hòa thì ừ, đấy bây giờ này kịp tiếp. Ghép tài phết nhỉ. Ghép con nào hoa ra đây. Con này nhiều quá à. Đấy, đang giao dịch mẹ Zalo sao chụp ảnh kinh lắm. Cái này cho Âu nào mà có cái vườn cái to làm cái đồi làm cái đồi trồng lên hoặc là bên cái hồ coi cái công sở thôi. Đấy công sở trồng hơi bị siêu ấy, hơi bị nghiêng ấy. 45 triệu ghê quá cái này.
dễ nó mới lên chậu, mới thay chậu. Bỏ qua quay nó khó. Đấy, con này thì bà gái anh em bao tiền anh Việt? 10 triệu. 10 triệu. Chậu này đã mẹ mấy triệu rồi nhỉ? Chậu này chung nó hao rửa dao 3 triệu rưỡi. Ừ. Nói luôn anh em là nói thật anh em luôn là bằng lăng ghép tường vi nhỉ? Đúng rồi. Đấy. Bằng lăng ghép tường vi nhá. Gốc bằng lăng. Ghép cành và tường vi mà nó cùng họ cùng máu mà, ghép được hết. Chả vấn đề gì đâu. Ghép như lên hoàn tiền đấy, rồi. Con trọng hoa như này mà khỏe rồi. Nó cùng máu thì nó ăn ngay. Điều hoa dám ăn con. Cây gì đây? Ui dồi ôi, to thế. Về quá rồi. Này, khách. Khách nó toàn hỏi về sau. Này, bán xong rồi mới hỏi này. Hôm nay mới xem. Ở ông này hôm nay bây giờ ông mới hỏi này. Ông này ông ấy vừa mới hỏi anh xong nhưng mà cây này bán mất rồi. Ông này ở tận đâu đâu ấy. Nên nói chuyện biết rồi. Vừa nhắn tin cho em. Đúng rồi, bán bố rồi bây giờ mới lại hỏi. Rồi. Thì cứ nếu mà còn thì đấy. Ờ thì còn thì là sao đi nhưng mà lại bán rồi. 10 triệu. Cái này hôm qua nhà anh Việt đấy. Đấy. Em thế nào em đi? Tùy việc bác. Chạy việc được thì đi thôi chứ không. Thì bệnh vừa gần đây không? Tây Mỗ. À Tây Mỗ. Rồi. Người của Tây Mỗ. Đâu người Hòa Lạc thì cất. Hòa Lạc. Nhưng mà giờ ở Tây Mỗ. Cái này là cây gì? Cây cẩm thị anh. Có khoảng cây mũ. Đấy. Không phải, cây mũ khác. Cẩm thị khác. Kéo. Anh. Đâu anh? Cẩm thị, có quả gỗ quý đây. Cẩm, cái dòng cẩm là quý rồi. Thì đây là quả mà. Quả nó có tí cái này nó bé. Mười triệu. Cái rừng này hôm trước bảo mấy triệu quyền bố rồi. Rồi cây xanh anh ra bỏ ra từ hơn 1 tháng nay rồi ra quả gì 4 lần nở rồi bật lọc quả nó ít. Đảo địa hôm trước là bay rồi đúng không? Đảo địa bay rồi mấy khách gửi đấy đi. Vâng vâng ạ, mấy khách gọi điện cái đấy thì bay ngay. Vâng đâu okay. 2 triệu mấy mất đấy, mất cây đấy. Rồi. Cái gì đấy? Hàng thối à? Quà à? À, nước mắm à? Nước mắm đặc sản của Tuấn đâu rồi, Tuấn đã đuổi bỏ cái đấy để có mắm thối rồi. Đi bỉm về. Đi thực công của nếu bảo anh ấy 5 triệu. Ok, để sang. Đồng vui quá, trời đồng vui quá. Đây cây của anh à? Tưởng cây của ông Công. Móng đấy chứ nhỉ? Cây xanh năm móng. Mấy tiền chơi nhà nhiều lắm. Mấy tiền đấy? Cái bản 25 triệu. Bao nhiêu? 25 à? Thế quá nhỉ? 7 thân thất hiền, dáng làng đấy. Ừ, 7 thân. Đấy. 25 đồng. Nhìn tưởng xe của ông Công quá không phải. Thân. Hôm nay bây giờ anh em về chắc lại thu ngắn hết lại thôi. Đặc làng thu ngắn hết lại thôi. Đấy, cái đặc trưng của bệ và cái màu da của cái xanh lá móng nó như này. Các nhá. Đấy, bệ bách nó rất là nhiều rễ. Nó cốt nó ít lắm. Cái cốt bệ của nó ít, nó không được lực như Nam Điền. Thân này thì tôi không có số. Bán xong ở chợ thôi.
Đây chở có mỗi cây này đi thôi. Cây là con bản luôn. À được. Đấy cái số của anh này. Hả? Nó lên cái này cái số đấy. Ờ đọc đi, đấy đang vào định hỏi số đấy. Của anh 0906 0906 123 123 882 882 Thân Anh Khánh. Anh Khánh. Nhà nhiều cây không? Hả? Nhà nhiều cây. Nhà nhiều. Bên nhà đấy. Gần gần nhà gần nhà ông nào đây chợ này? Anh ở ngay chỗ đầu trại. À, nhà ngõ trong cái gì nhưng mà anh ở ngay đầu ngoài nhà văn hóa cái à, cái nhà nhiều cái to đấy đúng không? Không, đấy là trong xã, đấy là nhà xoái. Không, mà có lối vào nhà Dũng Kêu kìa, Hùng Kêu kìa. Hùng Kêu hả? Có gần nhà Hùng Kêu không? Anh ở công xóm, nhưng anh ở ngay đầu ngoài này, anh ở trong đấy, ngõ không? Không, em chắc chưa vào trong ngõ. À, ngõ thì anh ở ít trong ngõ. Từ gần nhà, cái nhà Hùng Kêu là có cái nhà nào vườn cây toàn cây to. Cây to đấy là nhà xoái mà, nó ở trạm xá. Trạm xá lại riêng, trạm xá cũng có cây. Ok rồi. Anh ở thành khoảng có ít cây nhỏ nhỏ, xinh xinh, bản nhiều. Hay đấy, không nào vào thăm vườn tí. Ok rồi. Bên này ngày xưa là hoàng kim đấy. Hoàng kim đấy. À, lúc còn đỉnh điểm. Lồng xanh ăn cánh này. Cái xanh này là phải thương hiệu của nó là thương hiệu của Hoài Đức. Xanh Hà Tây đấy. Hoài Đức. Hà Tây xưa đấy. Sở trường là món. Một thời hoàng kim. Bây giờ vẫn hoàng kim, vẫn đẹp. Ok, xuống hôm nay. Có cây nào đẹp thì là vẫn